Hello, bà nội. Hello. Cái gì nói vậy? Con mèo nó trèo cây cao, nó trèo luôn bà nội. Gì ngủ nữa đi, em hỏi cho ba đèo đâu hả? Ba đèo đâu? Mẹ thu ba đâu? Nó ngủ không? Tao đưa qua. Không, ngủ bà nội. Đưa qua làm chi? Ông ba nó kìa cái cao. Nó hỏi mà nó không chịu qua, nhưng mà nó hỏi mà đi qua mẹ nó đâu, qua ba nó đâu. Ê! Sao quậy vậy? Tối khóc ôm sùm chân á. Đợi gì? Khóc hồi tối qua chứ. Có hồi tối chắc chân dạng, nó ghét nó hỏi luôn cho nên. Làm cái trời vậy nha. Ê, hổ. Cái trời. Nói sao cô ba? Cô ba lấy cái dây cho con. Con cảm ơn. Dạ. Kêu người ta lấy cái dây mà lấy cái gì? Lấy cái gì? Hello. Đầu rồng nó cũng cắn nữa. Đây đã đủ chín rồi kìa Su. Đủ chín kìa. Đủ chín héo luôn rồi. Đi xuống rồi mẹ kiếm bà đậu kiếm con ốc ma coi. Héo luôn rồi, cháy đủ nó héo luôn rồi. Tơi nữa nè. Cháy đủ nó héo luôn rồi. Hái cháy đủ kìa Su. Bà nội hái cháy đủ kìa. Không có mủ luôn đó. Héo queo rồi. Chưa héo. Rồi ôm vô cho mẹ đi. Mẹ Thu Ba đâu? Mẹ Thu Ba đâu? Nó giác kìa bà hai. Nó giác cho đủ trên vai rồi. Giác trên vai. Bằng áo ghiên mà không bằng quần ghiên vậy trơn. Rồi bye bye nha. Bye bye. Rồi gác cháy đu đủ vô cho mẹ rồi đó. Rồi bye bye cả nhà. Đâu cháy đu đủ đâu? Vô cậu áo phát ra đây. Cháy đu đủ đâu? Đưa mẹ rồi hả? Rồi ra hái trái khác nữa hả? Rồi đi đâu qua nội làm gì? Con mèo nó trèo cây cao, trèo lên lưng bà nội hả? Ai dạy cho hát hả Su? Su, đó, đó. Ba đứa con gái không à? Ba đứa con gái không à? Con đứa hà. Rồi tèo cũng gái không à? Thằng bạn đó, thằng Nhẫn gì đó, con mà Tấm Hung cũng một gái nữa. Nó ba thằng gái không à, vô. Thằng Nhẫn nhỏ đó. Đi Hàn Quốc đó, tính là làm xu hệ thế đó. Tính cứ bé bự đi mà nó bự có chồng Hàn Quốc rồi đó. Rồi qua bển đi lao động qua Hàn Quốc á, thì bự có gặp thằng con bển á. Thì hai đứa sắp ở. Ở đâu? Biết người Việt Nam mình chứ. Đừng vô. Đập chỉnh chỉ lúc qua gần chân. Nó quậy đó. Gừng lên rồi đập chỉ một cái chân nha. Ai gọi về chưa? Con đem về.